Chương trình thời sự buổi tối của Vietface TV được bảo trợ bởi Yamada Resort and Casino at San Manuel. Bích Phương xin kính chào quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đến với tin tức của Vietface TV trong buổi chiều thứ bảy. Như thường lệ thì Bích Phương sẽ gửi đến quý vị tin tức khắp nơi trên thế giới. Bản tin đầu tiên trong phần 1 nói về Hội đồng Thường trực của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, tức là OAS, hôm thứ Sáu đã đồng thuận thông qua một nghị quyết kêu gọi Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela, tức là CNE, công bố kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 28 tháng 7 ở cấp độ từng điểm bỏ phiếu. Nghị quyết do Hoa Kỳ thúc đẩy cũng kêu gọi CNE hãy tôn trọng nguyên tắc cơ bản về chủ quyền nhân dân thông qua việc xác minh một cách khách quan các kết quả nhằm bảo đảm sự minh bạch, độ tin cậy và tính hợp pháp của quy trình bầu cử. Nghị quyết được thông qua 2 tuần sau khi dự thảo trước đó được thảo luận vào ngày 31 tây tháng 7, không nhận được đủ số phiếu để thông qua. Nghị quyết trước đó đã nhận được 17 trong số 18 phiếu yêu cầu, với 11 phiếu trắng và 5 phiếu vắng mặt. Trước đó, thì Tổng thống Venezuela là Nicolas Maduro đã bác bỏ đề nghị của một số nhà lãnh đạo trong khu vực về việc tổ chức lại cuộc bầu cử tổng thống tại nước này diễn ra ngày 28 tháng 7 vừa qua. Tuyên bố của ông Maduro được đưa ra sau khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ sự ủng hộ đề nghị của Brazil và Colombia về việc mà Venezuela tổ chức lại cuộc bầu cử. Sau khi tin về Thủ tướng Thụy Điển nói việc mà Ukraine xâm nhập làm cho Putin xấu hổ. Thưa quý vị, ông Carl Bildt là cựu Thủ tướng Thụy Điển nói rằng rõ ràng việc xâm nhập của Ukraine vào lãnh thổ Nga làm thay đổi mọi tính toán chính trị. Ông Putin vô cùng xấu hổ khi chứng kiến lực lượng Ukraine xâm nhập khá sâu vào lãnh thổ của Nga. Và trong khi điều này bắt đầu, ông ấy và tham mưu trưởng của ông là tướng Gerasimov nói rằng Nga phải loại bỏ họ rất nhanh. Nhưng chúng ta nhìn thấy là Ukraine hiện đã tiến hành hoạt động này được hơn 10 ngày và không có dấu hiệu nào về bất kỳ phản ứng nghiêm trọng nào của Nga. Vì vậy, nó cho thấy rằng những gì mà ông Putin đang xây dựng là câu chuyện của ông ta về việc dần dần nghiền nát những người Ukraine và những người Ukraine không có khả năng làm mọi việc ở đây. Đột nhiên chúng ta thấy người Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga. Thật là một sự xấu hổ vô cùng đối với ông Putin. Và tin về OpenAI cho biết là Iran đã dùng ChatGPT để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Thưa quý vị, công ty trí tuệ nhân tạo, tức là OpenAI cho biết hôm thứ Sáu rằng một nhóm Iran đã sử dụng chatbot ChatGPT của họ để tạo nội dung sai trái đăng trên các trang web và mạng xã hội. Các trang web và tài khoản mạng xã hội mà OpenAI phát hiện đã đăng các bài viết và ý kiến được đưa ra với sự trợ giúp từ ChatGPT về các chủ đề bao gồm xung đột ở Gaza và Thế vận hội Olympic. Một báo cáo của công ty cho biết họ cũng đăng tài liệu về cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, truyền bá thông tin sai lệch và viết bài chỉ trích cả hai ứng cử viên. Theo OpenAI, thì một số xuất hiện trên các trang web mà Microsoft tuần trước cho biết đã được Iran sử dụng để đăng các bài báo giả mạo nhằm mục đích gây sự chia rẽ chính trị ở Hoa Kỳ. Công ty AI đã cấm các tài khoản ChatGPT liên quan đến nỗ lực của Iran và thông báo các bài đăng của họ không nhận được sự chú ý rộng rãi từ người dùng mạng xã hội. OpenAI đã tìm thấy hàng chục tài khoản trên X và một tài khoản trên Instagram liên kết với hoạt động của Iran và cho biết tất cả dường như đã bị gỡ xuống sau khi các công ty truyền thông xã hội đó được thông báo. Sau một tin về biểu tình ở Ấn Độ phản đối vụ hiếp dâm sát hại bác sĩ, được biết là các cuộc biểu tình kịch tính đang diễn ra trên khắp Ấn Độ sau vụ cưỡng hiếp và giết hại một nữ bác sĩ thực tập sinh ở Kolkata một tuần trước. Nạn nhân là một bác sĩ 31 tuổi, được phát hiện là đã chết vào thứ Sáu tuần trước trên tấm nệm đẫm máu tại trường cao đẳng y tế nơi mà cô làm việc ở Kolkata. Cô dự định có giấc ngủ ngắn trong giảng đường đại học sau khi làm việc gần 20 tiếng đồng hồ trong ca làm việc kéo dài 36 giờ. Ước tính có khoảng là 300.000 bác sĩ đã xuống đường,
họ đã ngừng các thủ tục y tế không cần thiết và yêu cầu các hành động đã phải thực hiện từ lâu liên quan đến an ninh và bảo vệ trong bệnh viện, kể cả đối với phụ nữ. Nhiều bác sĩ thì cho biết vấn đề bạo lực đối với nhân viên y tế đang diễn ra và một số bệnh nhân tức giận hoặc thành viên gia đình họ đe dọa nhân viên y tế bằng hành vi bạo hành thể xác. Một tình nguyện viên cảnh sát được chỉ định giúp đỡ các sĩ quan cảnh sát và gia đình họ cần nhập viện đã bị bắt và buộc tội. Nhưng những người biểu tình thì cho rằng điều đó là chưa đủ. Sau một tin về sở cảnh sát Carrollton thuộc tiểu bang Texas trang bị cho cảnh sát bộ dụng cụ tự kỷ. Được biết là cảnh sát Carrollton đang bổ sung thêm một công cụ mới vào kho vũ khí. Họ đã được cung cấp những bộ dụng cụ đặc biệt để giúp ứng phó với những người bị chứng rối loạn phổ tự kỷ. Thượng sĩ John Martin thì cho biết, trong trường hợp khẩn cấp thì chúng tôi sẽ gặp những công dân mắc chứng tự kỷ không nhận ra mối nguy hiểm đang gặp phải hoặc mối nguy hiểm đã lấn át giác quan của họ và chúng tôi cần tìm cách kết nối với họ. Viện tự kỷ Hussman thì có trụ sở ở Maryland đã tạo ra các bộ công cụ hỗ trợ chứng tự kỷ để giúp việc tương tác trở nên dễ dàng hơn. Họ cung cấp các công cụ giải quyết những sự thách thức trong giao tiếp và nhận thức giác quan. Mới đây thì cảnh sát Carrollton đã nhận được 10 bộ dụng cụ. Chúng bao gồm bảng giao tiếp, phần mở đầu câu ID thông tin, cụm từ trấn an, kính râm và các vật dụng kích thích giác quan. Ông Martin nói rằng rõ ràng là có nhiều công dân mắc chứng tự kỷ hơn chúng tôi nghĩ. Trung bình chúng tôi có một cuộc gọi mỗi tuần hoặc 52 cuộc gọi trong một năm. Bạn sẽ thấy những trường hợp ai đó nhạy cảm với ánh sáng hoặc thính giác hoặc họ không có khả năng nói và trong những trường hợp đó thì chúng tôi cần có thể gặp họ ở đâu. Cảnh sát biết những công cụ này sẽ giúp cho họ làm được điều đó. Và tin tiếp theo về FDA đã bật đèn xanh cho một loại gel bôi có thể nhanh chóng sử dụng để giúp cầm máu nghiêm trọng, đe dọa tính mạng chỉ trong vài giây. Tromagel có nguồn gốc từ thực vật của Cresilon đã nạp sẵn qua ống tiêm được đưa trực tiếp vào vị trí vết thương. Tại đó thì nó nhanh chóng bám vào cơ thể và tạo thành một rào cản cơ học tạm thời ngăn chặn dòng máu chảy mà không cần thêm áp lực. Chẳng hạn như là bằng gạc hoặc các loại băng khác. Theo quy định của FDA thì điều này phân loại hệ thống này là một thiết bị y tế. Trái ngược với chất đông tụ có nguồn gốc sinh học sẽ thúc đẩy cơ thể hình thành cục máu đông rắn. Trước đó thì Cresilon đã nhận được giấy phép cho phiên bản gel cầm máu vào giữa năm 2023, giới hạn việc sử dụng ở các vết cắt và trầy xước nhỏ. Hiện nay thì công ty có trụ sở tại Brooklyn, New York này đặt mục tiêu là mở rộng việc sử dụng trauma gel trong quân đội cũng như là trong các dịch vụ y tế và những nơi khác như một chất cầm máu khẩn cấp cho vết thương do súng bắn và các vết thương nghiêm trọng khác. Tại Colombia, Harry và Meghan chống vấn đề bắt nạt trên mạng. Được biết là công tước và nữ công tước xứ Sussex, hoàng tử Harry và Meghan Markle đã đến thăm một trường học ở Bogota vào hôm thứ Sáu, trong ngày thứ hai của cả hai ở Colombia. Gia đình hoàng gia và phó tổng thống Francia Marquez được hướng dẫn tham quan trường học tại Colegio La Giralda ở thủ đô, nơi mà họ nói chuyện với các học sinh mẫu giáo, trồng cây và thưởng thức các buổi trình diễn văn hóa. Trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Colombia, thì cả hai đã đề nghị là hỗ trợ các sáng kiến bảo vệ trẻ em khỏi bị tổn hại trên mạng. Công tước và nữ công tước xứ Sussex, người đã rời bỏ nhiệm vụ hoàng gia chính thức vào tháng 1 năm 2020 và hiện sống ở California, đã đến Colombia vào hôm thứ Năm theo lời mời của Marquez, phó tổng thống phụ nữ da màu đầu tiên của đất nước và một cựu nhà hoạt động môi trường. Harry và Meghan thành lập quỹ Archewell có trụ sở tại Hoa Kỳ, một tổ chức phi lợi nhuận hợp tác với các tổ chức từ thiện trên toàn thế giới. Cả hai dự kiến là sẽ đến thành phố miền Tây California vào cuối tuần này để tham gia lễ hội Patronio
Alvarez, nơi tôn vinh âm nhạc và văn hóa Afro-Colombia. Bản tin vừa rồi kết thúc phần 1. Bây giờ Bích Phượng xin tạm ngưng ở đây, mời quý khán thính giả theo dõi thông tin thương mại. Bích Phượng sẽ trở lại ngay sau đó. Bích Phượng xin cảm ơn quý khán thính giả đang theo dõi tin tức của Việt Face TV trong buổi chiều thứ Bảy. Và sau đây là bản tin đầu tiên trong phần 2 nói về Phó Tổng thống Harris sẽ phát biểu tại hội nghị bàn tròn Teamster. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Kamala Harris đã đồng ý là tham gia hội nghị bàn tròn với tổ chức International Brotherhood of Teamster. Chiến dịch của bà và công đoàn đã xác nhận cuộc họp vào hôm thứ Sáu, mặc dù chưa có ngày nào được công bố. Các nhà lãnh đạo của Teamster thì đã mời bà Harris sau khi bà trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Công đoàn đã gửi một lá thư cho chiến dịch của bà nói rằng các thành viên Teamster thì muốn nghe tầm nhìn của bà về những vấn đề ảnh hưởng đến gia đình của họ. Teamster có hơn 1 triệu thành viên và là một trong những công đoàn lớn cuối cùng đưa ra sự chứng thực trong cuộc đua năm 2024. Quyết định về việc ủng hộ ứng cử viên nào dự kiến sẽ được đưa ra sau đại hội toàn quốc của đảng Dân Chủ vào tuần tới. Teamster dự kiến là sẽ có mặt trên sân khấu tại DNC, nhưng chủ tịch công đoàn là Sean O'Brien thì dự kiến là sẽ không phát biểu như ông đã làm tại đại hội toàn quốc của đảng Cộng Hòa. Đó là điều mà một nguồn tin quen thuộc với kế hoạch đại hội cho biết. Và so sánh về tài chính cá nhân của Vance và Walz trong cuộc đua tổng thống vào năm 2024, cả hai thì đều là người miền Midwest, sinh ra trong gia đình thuộc tầng, nhưng trên đường đi, vận mệnh của đảng viên đảng Dân Chủ Tim Walz và đảng viên đảng Cộng Hòa là J.D. Vance đã khác biệt nhau rất nhiều. Thống đốc Tim Walz nói rằng, lớn lên tôi dành cả mùa hè để làm việc trong trang trại của gia đình. Cha mẹ của tôi đã dạy chúng tôi rằng hãy thể hiện sự hào phóng với hàng xóm và làm việc vì lợi ích chung. Được đào tạo tại Sharon State College ở Nebraska và tiểu bang Minnesota, thì ông Walz trở thành giáo viên trung học và huấn luyện viên tham gia chính trị ở tuổi 40 với tư cách là nghị sĩ và sau đó thì là thống đốc tiểu bang Minnesota 2 nhiệm kỳ. Ông Walz không sở hữu cổ phiếu hay trái phiếu, đã bán nhà sau khi chuyển đến dinh thự của thống đốc năm 2019. Hồ sơ cho thấy số tiền tiết kiệm của ông thì chủ yếu nằm trong tài khoản hưu trí và bảo hiểm nhân thọ. Ông có một quỹ giáo dục nhỏ và như tờ New York Times lưu ý thì ông và vợ cùng báo cáo thu nhập là 299.000 Mỹ Kim vào năm 2023, nhiều hơn mức họ đã tuyên bố trong nhiều năm. Còn ông Vance thì trái lại, thượng nghị sĩ J.D. Vance, người được đề cử phó tổng thống đảng Cộng Hòa cho biết rằng, tôi biết việc lựa chọn giữa việc trả hết thẻ tín dụng hoặc mua hàng tạp hóa là như thế nào. Tôi biết cảm giác chứng kiến các gia đình tan vỡ vì căng thẳng tài chính. Ông học ở Ohio State University rồi đến khoa luật của Yale, tốt nghiệp để làm luật sư tranh tụng, viết một cuốn hồi ký bán chạy đã chuyển thể thành phim. Và ông đi theo chủ nghĩa đầu tư mạo hiểm trước khi giành được ghế Thượng viện Hoa Kỳ 2 năm trước. Ông Vance sở hữu ngôi nhà của mình, có cổ phần trong 2 doanh nghiệp, số Bitcoin trị giá lên tới 500.000 Mỹ Kim, thu nhập cho thuê tài khoản check trị giá hơn 1 triệu, khoản tiết kiệm giáo dục khá lớn cho con cái của mình. Tổng cộng thì ông và vợ có tài sản từ 4 cho đến 11 triệu Mỹ Kim với khoản nợ phải trả nhiều nhất là 1,5 triệu Mỹ Kim. Ông Walz nói rằng tất cả những điều đó tạo nên một đối thủ khác xa so với khởi đầu khiêm tốn của ông. Trong khi Vance tìm thấy một điểm mấu chốt khác khi nói là tôi sẽ là một phó tổng thống và không bao giờ quên ông ta xuất thân từ đâu. Và sang vào bản tin về FDA sẽ phê duyệt vaccine ngừa COVID mới vào tuần tới. Thưa quý vị, theo hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, thì Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã sẵn sàng phê duyệt vaccine COVID-19 cập nhật
nhắm vào các chủng virus đang lưu hành gần đây ngay trong tuần tới, khi nước này trải qua làn sóng bệnh mùa hè lớn nhất trong 2 năm qua. Các nguồn tin thì cho biết là cơ quan này dự kiến là sẽ bật đèn xanh cho các loại vaccine mRNA cập nhật từ Moderna và Pfizer-BioNTech nhắm vào chủng virus có tên là KP2. Không rõ liệu cơ quan này có đồng thời cho phép vaccine cập nhật của Novavax nhắm vào chủng JN1 hay là không. Nếu mà điều đó xảy ra thì nó sẽ mang đến một loại vaccine mới cho thị trường sớm hơn bản cập nhật năm ngoái. Phiên bản đó đã được phê duyệt vào ngày 11 tháng 9. Đại diện của Pfizer và Moderna thì nói với CNN rằng các công ty có nguồn cung cấp dồi dào vaccine COVID cập nhật và sẽ sẵn sàng vận chuyển các liều lượng sau khi được phê duyệt. Phát ngôn viên của Moderna cho biết là họ hy vọng là vaccine sẽ có mặt tại các cửa hàng trong vòng vài ngày kể từ khi mà FDA phê chuẩn. Vaccine của Novavax thì dựa trên công nghệ protein nên mất nhiều thời gian sản xuất hơn là vaccine mRNA. Sau một tin về Georgia trang bị nút hoảng loạn cho nhân viên phòng phiếu vào tháng 11 này. Được biết là các viên chức tại một cái quận hà quan trọng ở tiểu bang chiến trường Georgia đang thực hiện một bước mới để bảo đảm sự an toàn cho nhân viên bầu cử trong bối cảnh mà các mối đe dọa ngày càng gia tăng, trang bị cho họ nút hoảng loạn, cho phép mọi người nhanh chóng liên hệ với chính quyền trong trường hợp khẩn cấp. Hội đồng ủy viên ở quận Cobb, khu vực ngoại ô phía tây bắc Atlanta, thì tuần này đã phê duyệt khoản tài trợ là 47.250 Mỹ Kim để mua khoảng 200 thiết bị cho nhân viên bầu cử trước cuộc bầu cử tổng thống nóng bỏng sắp diễn ra vào mùa thu này. Các thiết bị này là cách mới nhất mà các viên chức tiểu bang và địa phương đang tìm cách chống lại các điều kiện làm việc ngày càng thù địch mà một số nhân viên bầu cử phải đối mặt. Với gần 40% trong số họ cho biết trong năm nay thì đã từng bị đe dọa, quấy rối hoặc lạm dụng. Quận Cobb không phải là nơi đầu tiên sử dụng các thiết bị này. Hơn một nửa số quận hạt của Georgia thì đã sử dụng chúng rồi. Còn thống đốc California ký 10 dự luật mới chống trộm cắp bán lẻ. Hãy nhìn những hộp trưng bày bị hỏng và hàng hóa bị đánh cắp. Những video đập phá và cướp hàng hóa như thế này đã trở thành cảnh tượng phổ biến hơn trong thời kỳ đại dịch. Nhưng kể từ năm 2022, thì California đã trấn áp các vụ trộm bán lẻ. Từ việc cấp hàng triệu Mỹ Kim tài trợ chống tội phạm, cho đến việc cử thêm các sĩ quan tuần tra xa lộ California đến các khu vực của Bay Area. Hiện nay thì các nhà lãnh đạo tiểu bang đang thực hiện bước tiến lớn tiếp theo, đó là 10 dự luật mới được ký thành luật vào sáng thứ Sáu tại San Jose. Gói dự luật trấn áp tội phạm tài sản và trộm cắp bán lẻ hứa hẹn là sẽ thực thi mạnh mẽ hơn, hình phạt nghiêm khắc hơn và hậu quả nặng nề hơn. 10 dự luật buộc tội phạm phải chịu trách nhiệm về các tội liên quan đến tài sản, bán lẻ và xe cộ. Các dự luật đưa ra các hình phạt nghiêm khắc hơn, bao gồm tăng cường các cáo buộc trọng tội và hình phạt đối với những người bán hàng ăn cắp. Các dự luật cũng có các luật hiện hành để thực thi và truy tố, đặc biệt tăng cường quản chế những người tái phạm đối với hành vi trộm cắp trong cửa hàng, trộm cắp vặt và trộm cắp bán lẻ. Và tin về NYC có thể cấm đeo khẩu trang như quận hạt Nassau. Được biết là lệnh cấm đeo mặt nạ được thiết kế để bảo vệ công chúng trở thành luật, nhưng không phải không có tranh cãi và phản kháng. Bà Inna Varikov là thành viên Hội đồng thành phố New York thì gần đây đã công bố một nghị quyết là bỏ khẩu trang căm thù để ủng hộ các đề nghị của tiểu bang New York xem việc che giấu các đặc điểm trên khuôn mặt khi tham gia một cuộc họp hợp pháp hoặc bất hợp pháp là phạm tội. Bà Varikov thì cho rằng luật hiện hành cho phép đeo khẩu trang là những phản ứng lỗi thời đối với COVID. Thị trưởng Eric Adams thì đã có ghi nhận trước đó khi tuyên bố ủng hộ lệnh cấm đeo khẩu trang với các trường hợp ngoại lệ về sức khỏe. Và ông đã nhắc lại điều đó trong phiên bản trực tiếp The Reset
talk show của GMGT vào hôm thứ Sáu. Ông nói là cần phải làm gì đó vì những người phạm tội, cũng như biểu tình và bạo loạn đều đeo khẩu trang. Quân hạt Nassau trước đó thực hiện lệnh cấm đeo khẩu khăn che mặt ở nơi công cộng, và đó là một tội nhẹ. Bản tin vừa rồi kết thúc phần tin tức khắp nơi trên thế giới của Việt Face TV hôm nay thứ Bảy. Bích Phượng cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả và kính chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là vui vẻ, bình an. Xin hẹn ngày mai. Chương trình thời sự buổi tối của Việt Face TV được bảo trợ bởi Yamada Resort and Casino at San Manuel.